Kevin, xin kính gửi lời chào tái ngộ với tất cả quý vị khán giả của Đài Việt TV. Đây là chương trình phần 2 về vấn đề thuế vụ cho năm khai thuế năm 2015. Thì khi nãy đã trình bày cho quý vị một số tin tức quý vị cần phải làm ngay từ bây giờ và làm gì và đến cái khúc mà quý vị cần những cái template, những cái khuôn để mà quý vị biết rõ cái tình hình thuế khóa của mình. Thì Kevin cũng vào cái phần 2 này tiếp tục đưa đến những cái tin tức rất là cần thiết. Ví dụ cái tin tức thứ nhất Kevin muốn đưa đến cho quý vị đó là những cái ngày cần thiết. Sau khi quý vị chuẩn bị hết tất cả những cái giấy tờ để mình làm cái tài khóa thuế năm 2015 thì đây là những cái ngày mà quý vị cần nhớ, tức là 15 tây tháng 4 là cái ngày mà đáo hạn để mà cho quý vị nào nợ thuế mà thôi, tức là quý vị nào mà làm cái bản thuế vào năm 2016 đó, mình gặp người làm thuế của mình hoặc là quý vị ở nhà quý vị tự làm và quý vị ra một cái con số là mình cần phải đóng thuế thêm thì 15 tây tháng 4 là cái ngày hạn chót cuối cùng, không có gia hạn được, là cái ngày này quý vị cần phải trả cái tiền thuế này. Thì nếu mà quý vị chuẩn bị giấy tờ không kịp, tức là mình còn thiếu cái này, mình thiếu cái kia, mình phải đợi cái này, đợi cái nọ, thì trong cái trường hợp nào quý vị sẽ bị đợi? Thí dụ như là quý vị đã có hết tất cả những tin tức rồi, nhưng mà quý vị có một cái phần hùng, một cái phần cổ phần trong một cái S Corporation, hoặc là trong một cái LLC, hoặc là trong một cái partnership. Thì những cái công ty mà quý vị có phần hùng theo cái dạng này đó, họ chưa có chuẩn bị xong cái Schedule K-1, tức là cái form mà đúc kết lại cái tiền lời lỗ của cái công ty đó, rồi từ đó giao lại cho mình để mình khai cái bản thuế của mình. Thì trong cái trường hợp đó quý vị sẽ bị chậm trễ. Thì nếu mà chậm trễ đó, ngay ngày 15 tháng 4, quý vị thiếu thuế, quý vị cần phải đóng và quý vị có thể xin gia hạn để mà mình khai thuế 6 tháng sau, tức là 15 tây tháng 10. Thì hai cái ngày này đó là rất là quan trọng. Quý vị không có chuẩn bị được kịp giấy tờ, quý vị sẽ xin được gia hạn để mà mình khai thuế. Tuy nhiên, cái ngày mà quý vị đóng thuế phải là ngày cuối cùng, ngày 15 tây tháng 4. Và đồng thời cái ngày này, khi mà quý vị nào tính toán ra cái bản thuế của mình rồi mà mình cần bỏ thêm vào cái IRA, thì cái IRA là một trong những cái retirement account, cái loại mà để mà mình để dành tiền khi mình về già đó, thì cái loại này là nó hết hạn vào ngày 15 tây tháng 4. Những cái chương trình lần rồi đó thì anh Thomas với Kevin cũng nói sơ về những cái retirement account này, thì cái IRA nó cũng có cái deadline, tức là cái ngày đáo hạn là ngày 15 tây tháng 4. Nếu mà quý vị nào làm thương mại cho bản thân mình thì cái SEP IRA, tức là SEP IRA dành cho những người làm chủ tiệm, chủ doanh nghiệp, hoặc là cái SEP IRA cho employee, tức là doanh nghiệp cho những cái người employee, tức là người nhân viên của doanh nghiệp đó, thì cái ngày deadline cuối cùng sẽ đi theo cái ngày extension để mà mình khai thuế, tức là cái gia hạn để mình khai thuế, tức là vào ngày 15 tây tháng 10. Thì đó là những cái ngày quý vị cần nhớ. Thì nếu mà đặt trường hợp quý vị nào mà mình làm xong cái bản thuế rồi mình có cái refund, thì cái refund này đó, nếu mà quý vị có, thì cái ngày 15 tây tháng 4 và luôn cả ngày 15 tháng 10 thì cũng không phải là cái ngày deadline của quý vị để mà quý vị đi khai thuế, mà ngược lại quý vị có đến 3 năm từ cái 15 tây tháng 4 để quý vị khai. Thành ra đó là những cái ngày quý vị cần nắm vững, tại vì nhiều khi quý vị đang có cái refund nhưng mà quý vị thiếu một cái giấy tờ gì đó vào ngày 15 tây tháng 4, rồi từ đó quý vị có thể là lo, thì quý vị không cần lo nữa, vì sẽ có thể đợi đến 15 tây tháng 10, và rủi may mà đến 15 tây tháng 10 mà mình không có được cái document hay cái chứng từ đó nữa đó, thì quý vị có đến 3 năm sau. Đó, tức là nếu mà cái mùa thuế năm 2015, tức là 2016 mình đi khai đó, thì những quý vị nào mà có refund thì đến ngày 15 tây tháng 4 năm 2019 thì cái hồ sơ của quý vị nó mới hết hạn. Thì quý vị cũng nhớ những cái năm và mỗi năm đó thì bên sở thuế người ta sẽ loan báo là đây là giống như là last call, tức là cái cơ hội cuối cùng cho quý vị nào chưa có khai thuế một năm nào đó thì bây giờ quý vị phải nên khai. Thí dụ như Kevin nói là 2016
2011 thì 3 năm nó đã hết rồi, nó đã hết vào năm rồi. Thì cái 2012 đó thì quý vị đi khai thuế vào năm 2013. Thì cái deadline của cái hồ sơ năm 2012 dành cho những quý vị nào mà có cái tiền refund đó, thì nó sẽ là năm 15 tây tháng 4 năm 2016. Thành ra từ đây cho đến ngày 15 tây tháng 4 năm 2016, Kevin tin chắc rằng sở thuế người ta sẽ loan những cái tin tức rằng là quý vị nào có cái hồ sơ thuế mà chưa có khai thuế mà quý vị đang có refund thì quý vị cần phải khai vào ngày 15 tây tháng 4 2016 cho năm 2012 tax, tức là khi mà quý vị đi năm vào năm 2013 đó, mình đi khai thuế cho các bản thuế năm 2012. Thì đó là những cái ngày mà Kevin nghĩ rằng rất là quan trọng để gửi đến cho quý vị. Thì quý vị cũng thấy rất nhiều là tin tức, nào là lên chương trình estimated tax, nào là lên chương trình preliminary tax, nào là lên chương trình tính toán để mà mình coi thử coi income của mình nó tới đâu, thuế khóa mình như thế nào, nợ lại hay là được hoàn trả lại, tức là owed or refund. Rồi bây giờ lại có những cái ngày giờ như thế này. Đó, thì một là quý vị có thể nhớ hết, hai là quý vị cũng không cần nhớ, quý vị chỉ nghe những cái tin tức Kevin đưa qua cái chương trình nói chuyện về thuế khóa live như thế này, ghi lại cái số điện thoại của bên văn phòng. Quý vị cũng có thể gọi đài VietTV để mà quý vị lấy số điện thoại bên văn phòng nếu mà quý vị không có ghi kịp cái số điện thoại của bên văn phòng của Kevin. Rất là nhiều tin tức, quý vị thấy đây là cái buổi nói chuyện đầu tiên nhưng mà Kevin cảm thấy nó đã rất là nhiều tin tức rồi. Thì sau những cái ngày mà cần thiết Kevin đưa cho quý vị đó, thì Kevin sẽ gửi đến quý vị về tin tức phần income. Thì quý vị cũng biết đi khai thuế, tất cả cái nguồn cái bản thuế của mình đó, nó sẽ bắt đầu từ cái khúc là mình có cái income hay không. Thì theo định nghĩa của luật thuế đó, income là thế nào gọi là income? Income thì luật thuế họ định nghĩa ra rất là đơn giản, tức là income là gồm có tất cả mọi thứ từ tiền bạc đến tài sản, ngoại trừ cái nguồn income đó, đó sở thuế hoặc là luật thuế quy định là không phải income. Thì quý vị thấy rất là đơn giản, tất cả everything đó, thì quý vị nghĩ income everything, nhưng mà lỡ trong cái bộ luật thuế họ cho rằng đó không phải là income. Thí dụ như gift, thí dụ gift có nghĩa rằng một người cho một người khác, con cái của mình chẳng hạn 14, 15 ngàn gì đó trong cái khoản mà mỗi năm, thì cái đó nó lại không phải là tax đó. Thì đó là cái ví dụ Kevin gửi đến cho quý vị để quý vị nắm rõ. Income sẽ gồm có tất cả mọi thứ, trừ khi luật thuế họ cho rằng đó không phải là income. Nếu như vậy thì bây giờ có một cái trường hợp như thế này, thí dụ như là quý vị đến làm IT, tức là mình coi cái network cho một cái công ty nào đó, giả dụ như làm cho cái công ty của làm thuế của Kevin, thì ngược lại đó, Kevin lại làm cái bản thuế khóa và lo tất cả sổ sách, từ bookkeeping rồi sales tax rồi thuế nhân viên, tất cả mọi thứ liên quan đến thuế đó. Thì bây giờ không có ai trả tiền cho ai hết, như vậy income ở đâu ra mà tính? Thì theo cái định nghĩa vị thấy hồi nãy Kevin đưa ra, income bao gồm tất cả mọi thứ. Thành ra khi mà một người làm một cái công việc gì đó cho một người khác và người khác làm lại một cái công việc, thì cái này trong cái luật thuế họ gọi là bartering, tức là anh làm cho tôi một công việc, tôi làm cho anh một công việc, coi như mình cấn và mình trừ, thì bên luật thuế họ cho rằng đó vẫn là income. Thì làm sao mình tính được cái con số là income? Thì cái con số được tính là thí dụ như là một cái người IT đó làm cái công việc là coi tất cả cái network cho Kevin, thì mỗi giờ như vậy anh ta coi là 200 đồng chẳng hạn. Thì nếu mà cái service trong năm anh cho anh làm cho Kevin là 20 giờ, thì quý vị cứ lấy 20 giờ nhân lên 200 thì đó là 4.000 đồng là cái tiền income của Kevin. Còn đối với anh, nếu mà Kevin làm cái thủ tục thuế khóa, payroll, tất cả mọi thứ cho cái người IT này, thì tất cả những cái giờ giấc, giả dụ như là Kevin làm như vậy là 300 đồng một tiếng chẳng hạn, và Kevin làm cho một năm là 2.080 giờ, tức là cỡ 8 tiếng một ngày đó, thì quý vị cứ nhân lên cho 300 thì cái nguồn income nó sẽ là 624.000. Vì nên nhớ cái điều này để mà mình làm cái bản thuế của mình cho nó chính xác.
Thế như vậy thì Kevin muốn nói về cái income là tại sao? Tại vì nói đến cái income đó thì mình có một cái nữa là thí dụ quý vị có vì lý do tại sao Kevin phải nói về cái điều này, tại vì trong những cái năm vừa rồi đó, kinh tế của nước Mỹ và toàn cầu có chiều hướng đi xuống, mặc dù bây giờ thì nó cũng khá hơn những cái năm vừa rồi. Thì trong những cái năm đó quý vị có thể bị thất nghiệp, không có làm được nhiều tiền hay là làm không ra tiền, thì từ đó cái nợ nần về vấn đề mà cái nợ nần credit card, tức là cái thẻ tín dụng, và nợ nần về cái vấn đề vay mượn mà mua nhà cửa, và trong những cái năm mà mình không có đủ tiền để mình trả, hay là mình không có khả năng luôn để mà mình trả, thì cái món nợ của bên ngân hàng cho quý vị mượn tiền mua nhà được xóa sổ, tức là ngân hàng họ không đòi tiền mình nữa, hoặc là những cái nợ mà credit card, thẻ tín dụng, thì bên ngân hàng họ không có đòi mình nữa. Thì làm sao mình biết được là họ sẽ không đòi mình nữa? Thì chắc chắn họ sẽ báo cho mình biết. Thí dụ như là quý vị đang nợ cái thẻ tín dụng đi, có thể là trong năm có hai trường hợp là mình hoàn toàn mất khả năng trả, dù cho trả góp hay là trả một đồng hay như thế nào đó, quý vị hoàn toàn mất khả năng trả. Kế đến là cái trường hợp thứ hai là quý vị cũng còn cái khả năng để mà trả cái tiền tín dụng đó một chút xíu, thì quý vị điều đình với bên ngân hàng, hoặc là quý vị có thể qua một cái agency, một cái văn phòng thứ ba để họ giúp quý vị điều đình là giảm bớt cái nợ đó, và mình trả một phần thôi, còn bao nhiêu thì mình xóa. Thì khi những cái trường hợp đó xảy ra đó, thì bên nhà băng đó theo luật buộc họ sẽ gửi cho quý vị một cái mẫu đơn gọi là 1099C. C là C cho chữ có đó, tức là 1099C. Thì income hồi nãy Kevin nói đó là nó sẽ bao gồm tất cả mọi thứ. Thành ra khi mà cái tiền mà cái credit card này bên hãng credit card, cái công ty credit card, thẻ tín dụng đó, họ xóa đi, thì cái việc đầu tiên, cái nguồn tiền đó nó trở thành cái income của mình và nó phải được báo cáo vào cái bảng thuế khóa của mình. Tuy nhiên mình cũng nên biết được rằng, và Kevin cho quý vị biết là cũng có những cái cách, không phải cách nữa mà những cái luật lệ họ viết rất là rõ ràng, là mình có thể sử dụng những cái bộ luật đó để mà mình loại trừ cái nguồn income này ra khỏi cái bảng thuế của mình, và từ đó mình không có cần đóng thuế. Thì đối với cái credit card đó thì quý vị sẽ có hai cách để mà quý vị loại trừ, tức là mình exclude ra khỏi cái bảng thuế của mình. Cách thứ nhất là nếu mà quý vị vì quá nợ quá nhiều, quý vị đi xóa nợ qua cái thủ tục bankruptcy, tức là khánh tận chapter 11 hay là chapter 13 hay là chapter 7 chẳng hạn đó, thì cái khoản tiền mà nhà băng họ xóa cho mình đó sẽ không thuộc vào income của mình, và từ đó mình sẽ sử dụng cái phần luật thuế vào cái khoản bankruptcy để mà mình loại trừ cái số tiền mà bên nhà băng họ cancel, tức là hủy trên cái mẫu đơn 1099C. Nếu mà quý vị đã từng không có làm cái bankruptcy, thì cái điều luật thứ hai đó là cái điều luật insolvency. Insolvency có nghĩa là như thế nào? Tức là nó cũng tương đương y chang như cái bankruptcy, nhưng mà bankruptcy thì mình qua cái thủ tục của tòa án, rồi từ đó tòa án họ mới cấp cho mình một cái lệnh cuối cùng là mình sẽ được xóa nợ. Thì insolvency thì nó y chang như vậy, nhưng mà mình lại không qua cái thủ tục tòa án. Thì làm thế nào mà mình biết được là mình insolvent, tức là mình không đủ khả năng trả? Thì cái cách thức tính là quý vị cộng hết tất cả những cái gì mà quý vị sở hữu, từ thí dụ như là cái áo của Kevin, cái đồng hồ, mắt kiếng, tất cả mọi thứ, cái viết chì, cái calculator, thậm chí cả những cái giấy quý vị đang thấy, tất cả đều là những cái vật mà quý vị sở hữu đó. Thì quý vị cộng hết tất cả những cái giá trị của tất cả những cái món đồ này lại, và sau đó quý vị cũng làm một cái bài toán tổng tất cả những cái món nợ nần của quý vị. Thì cái nợ nần nó gồm có luôn cả cái nợ mà bên cái ngân hàng họ đang xóa, thì khi và cộng thêm những cái nợ mà quý vị thiếu, thí dụ như là student loan, hoặc là quý vị mượn anh, mượn chị, mượn em, mượn bạn bè quý vị thiếu, hoặc là quý vị đang bị thiếu thuế chẳng hạn đó, thì mình cộng hết tất
cả những cái món gì đó mà mình sở hữu, mình lấy con số tổng giá trị, rồi mình trừ đi tất cả những cái gì mà mình thiếu nợ trên cái giá tổng của cái cục nợ đó. Từ đó quý vị sẽ ra một cái con số, thí dụ như là cái phần nợ nó nhiều hơn với cái phần mình sở hữu, thì quý vị sẽ có một con số âm. Thì cái khoản số âm này trong cái luật thuế họ gọi là insolvency. Đó, thì nếu mà cái 1099C mà nó ra một cái con số là 50.000, và sau khi quý vị làm cái bài toán để tính coi mình có được insolvency hay là mình có được insolvency hay không, nó trở ra là cái con số là cũng là âm 50.000, thì quý vị thấy trừ 50 sẽ cấn được với cái 50 trên cái mẫu đơn 1099C. Từ đó quý vị sẽ không cần phải đóng thuế. Nếu mà quý vị tính cái bài toán insolvency đó ra đó mà nó chỉ trừ được 30 thôi, thì quý vị thấy 50.000 cái mẫu đơn 1099C họ gửi cho mình, cái insolvency, cái bài toán đó mình tính ra nó chỉ được 30.000. Thì thay vì mình báo cáo là 50.000 tiền đó trở thành income của mình, thì bây giờ mình chỉ báo cáo có 20.000 mà thôi, và từ đó quý vị sẽ đóng thuế trên cái 20.000. Thì đó là những cái mà điều luật Kevin muốn gửi đến cho quý vị để làm cái gì. Tại vì Kevin nghĩ rằng tất cả quý vị rất là số đông vào cái thời mà kinh tế bị suy sụp ở Mỹ đó, thì có thể quý vị đang lâm vào những cái tình trạng này. Thì khi nãy đó thì Kevin cũng cho quý vị biết rằng mỗi cái hồ sơ như vậy đó là mình có 3 năm để mình khai thuế. Thì nếu mà lỡ may đó mà quý vị tìm hiểu được là cái năm 2012, tại vì 2011 thì nó đã tiêu rồi, tức là nó expire rồi. Thì 2012 sẽ là 15 tây tháng 4 và 2016 này nó cũng bị thời tiêu. Thì khi mà bị tính toán ra là mình có cái phần mà 1099C của cái credit card này và mình đã báo vào cái năm 2012 và mình không có áp dụng hai cái luật mà Kevin hồi nãy đưa ra, thì quý vị có thể sửa đổi cái hồ sơ năm 2012 và 13 và luôn cả 14, nếu mà quý vị nằm trong những cái tình trạng là trong những cái năm đó quý vị có những cái vấn đề 1099C từ bên cái credit card người ta gửi cho mình, thì quý vị sẽ sửa đổi lại những cái hồ sơ đó để mà nếu mà lúc đó quý vị đóng tiền thuế là 5.000 mà vì quý vị nào bây giờ quý vị sửa đổi lại sử dụng cái insolvency, quý vị chỉ đóng có 3.000 thôi, thì bên sở thuế người ta sẽ hồi lại cho mình là 2.000. Đó, thì đó là cái cách thức mà mình giải quyết cái vấn đề income mà nó từ cái nguồn tiền gọi là 1099C, tức là cái cục nợ mình thiếu nhà băng rồi bây giờ họ xóa rồi, bên luật thuế thì cho rằng đó là income của mình. Thì đó là cách thức, quý vị cứ coi lại cái hồ sơ của quý vị nếu mà quý vị lâm vào những cái tình trạng này. Xin quý vị cứ gọi bên văn phòng của Kevin để văn phòng có thể giúp đỡ quý vị để mà mình giảm đi cái tiền thuế mà mình lỡ đã đóng. Có nhiều khi những cái năm đó quý vị không có thu nhập nhiều, quý vị chỉ có những cái 1099C đó mà thôi, thì cũng chưa chắc gì là quý vị đóng thuế. Nhưng mà quý vị nên coi lại để có gì, quý vị coi thử coi là quý vị có thể sửa đổi để có cái phần lợi cho mình hay không. Thì cũng giống như cái 1099C của cái credit card, thì những quý vị nào mà mua nhà rồi sau đó mình vì lý do nào đó, thí dụ như là mình thất nghiệp, mình mất công việc, hay là công sở của mình, cái công ty của mình làm ăn không có ra tiền, rồi từ đó mình sẽ không có cán đáng nổi những cái cục nợ này, từ đó nhà băng có thể là short sale căn nhà của quý vị hay là foreclose cái căn nhà của quý vị, thì từ đó người ta cũng sẽ gửi cho mình cái 1099C. Thì đối với căn nhà ở trong những năm vừa rồi đó thì lại cũng sử dụng bankruptcy vừa rồi Kevin nói, rồi cũng sử dụng insolvency, và sau đó cũng có thể sử dụng thêm là cái vấn đề là cái nhà này, cái món nợ mà quý vị mượn nó là cái nhà ở, và kế đến là nếu mà cái căn nhà mà quý vị mượn tiền, quý vị mua cái căn nhà rồi quý vị cho mướn, rồi mình không đủ tiền để mình trả, rồi từ đó nó cũng có cái 1099C, thì nó lại có thêm một cái bộ luật là cho những cái căn nhà rental. Thành ra quý vị thấy, quý vị nào mà nhận được cái 1099C income của credit card
Đó, thì quý vị sử dụng hai bộ luật thuế để quý vị giải quyết. Thứ nhất, nếu mà quý vị đi đã khai phá sản đó, thì quý vị sử dụng cái điều luật đó. Nếu mà quý vị không có đi khai phá sản qua cái thủ tục tòa án, quý vị có thể tổng kết tất cả những cái món đồ mình sở hữu để mình lấy cái con số tổng. Sau đó quý vị cũng tổng hết tất cả những cái số nợ của mình. Từ đó quý vị làm cái bài toán trừ. Nếu mà cái số nợ của mình nó nhiều hơn cái số sở hữu của mình thì lúc đó là quý vị là insolvency, tức là insolvent. Quý vị sẽ là giải quyết được cái 1099C. Đối với cái 1099C mà cho cái vấn đề địa ốc, tức là real estate, thì quý vị cũng có bankruptcy, nếu mà quý vị đi qua cái thủ tục bankruptcy, rồi sau đó insolvency, y chang như nãy Kevin nói. Kế đến là cái nhà này là mượn nợ để mà mình mua một cái căn nhà cho mướn, tức là rental property. Và kế đến là cái món nợ mà mình mua nhà để mà mình ở. Thì qua bốn cái bộ luật này thì mình cũng sẽ giải quyết được cái 1099C. Đó là cái tin tức rất là hữu ích mà Kevin nghĩ rằng quý vị cần phải nắm vững. Đặc trường hợp quý vị quên hay là muốn biết thêm, xin quý vị cứ liên lạc với văn phòng. Thì những cái năm cũ mình đã làm có những cái vấn đề này mà mình không có lo cho nó một cách là theo như những cái luật Kevin đưa ra đó, thì quý vị cứ coi lại rồi liên lạc với văn phòng. Số điện thoại của văn phòng 408-436-2939. Thì vừa rồi Kevin cũng trình bày cho quý vị những cái luật lệ về thuế khóa, cách sử dụng những cái luật lệ thuế khóa đó để làm cái bản thuế khóa của mình như thế nào, cách thức chuẩn bị. Bây giờ Kevin gửi đến riêng cho những quý vị nào mà làm cái chủ cho cái doanh nghiệp của mình, tức là self-employed, hoặc là quý vị nào mà đang đi làm nhận cái tiền qua cái thủ tục 1099, thì quý vị thường là muốn biết được là cái tiền thuế đó là sẽ tính như thế nào. Thì ngoài cái vấn đề mà income tax á, tức là cái thuế mà mình đóng cho cái tiền thu nhập, thì nó hơi rắc rối. Thì trong những cái lần mà nói chuyện live về thuế khóa đó, Kevin sẽ tính cho quý vị. Thì bây giờ Kevin gửi đến một cái công thức rất là đơn giản để cho quý vị mà làm cái thương mại cho chính bản thân mình đó, theo cái tính cách schedule C, tức là một mình một ngựa, gọi là sole proprietorship. Cái này nó toàn bộ 50 tiểu bang, thành ra quý vị nào mà ở những cái tiểu bang khác mà đang nghe Kevin nói, quý vị cũng có thể áp dụng cái công thức này, tức là quý vị lấy tổng số thu thu vào hết, rồi trừ ra những cái khoản chi tiêu, rồi sau đó quý vị có cái con số nó gọi là net income, tức là cái income thặng dư mà phải chịu mức thuế. Thì quý vị lấy cái net income đó, đó quý vị nhân cho .9235, rồi cái số đáp số đó đó quý vị lại nhân cho 15.3%, tức là .1530. Đó, lặp lại nha quý vị. Quý vị lấy tổng số thu trừ cho tổng số chi thì quý vị sẽ có cái con số thặng dư, nó là net income. Sau đó quý vị lại nhân cho 0.9235, rồi quý vị lấy cái đáp số đó quý vị nhân cho .153, thì đó là cái con số gọi là self-employment tax, tức là cái tax mà quý vị tự làm chủ là quý vị cần phải đóng. Thì cái self-employment tax đó, đó nó gồm có cái gì ở trong đó? Nếu mà quý vị làm cái W-2 đó, thì quý vị để ý đó là quý vị sẽ có đóng cái thuế gọi là Social Security tax. Thì thường quý vị nhìn cái W-2 đó, thì cái Social Security tax đó nó đã sẽ nằm ở vào cái mục số 4. Rồi sau đó quý vị lại đóng cái thuế Medicare tax, thì cái Medicare tax đó nó lại nằm vào cái cột số 6, tức là cái hộp số 6 của cái W-2 của quý vị. Thành ra Medicare đó thì cái mức thuế của nó là 1.45, và cái Social Security đó thì cái mức thuế của nó là 6.2%. Thì 6.2 cộng với 1.45 là nó ra 7.65%. Thì nếu mà quý vị đi làm cái W-2 đó, thì bên cái chủ hãng sữa người ta cũng sẽ đóng cái 7.65% này y chang như quý vị. Đó, thì bây giờ quý vị cũng tự làm chủ cho mình. Thành ra thường thì Kevin lấy cái ví dụ là quý vị cũng là con trâu mà quý vị cũng là cái cày. Thành ra cái 15.3% này đó là quý vị toàn bộ đều phải đóng hết. Thì cái công thức là nó chạy ra cái khúc đó, tức là mình lấy tổng số thầu trừ đi tổng số chi, rồi mình ra cái đáp số này nó gọi là net income, tức là cái income thặng dư trở lại, rồi mình nhân cho .9235.
rồi cái đáp số đó mình lại nhân cho .153 thì cái đáp số cuối cùng sẽ là cái nguồn tiền gọi là self-employment tax để mà quý vị trả. Thì trở lại cái vấn đề cái W-2 đó, thì mình 7.65 rồi bên cái phía chủ hãng sữa người ta cũng đóng cho mình 7.65. Thì trở lại với vừa con trâu vừa cái cày, quý vị đóng 15.3%, thì 1/2 cái đó quý vị lại được khấu trừ vào cái income mà gọi là thuế thu nhập cuối năm của quý vị đó. Thành ra cuối cùng đó mình đóng hết 15.3% nhưng mà mình cũng khấu trừ được 7.65%. Thì đối với những cái doanh nghiệp mà công ty mà mình đi làm cho người ta đó, người ta đóng cái 7.65 đó cho quý vị, người ta cũng được khấu trừ. Thì quý vị thấy đó, cuối cùng thì nó đều giống nhau hết. Cho nên là qua những cái năm làm việc vừa rồi đó, là Kevin nhận được rất là nhiều cái câu hỏi là hỏi thăm về cái vấn đề self-employment tax là mình phải chịu luôn cái mức thuế này. Thì hôm nay Kevin giải nghĩa cho quý vị biết là cuối cùng nó cũng giống nhau đó. Thì quý vị để ý, thường cái này, cái mức thuế này đó, hễ mà cái net income, tức là cái nguồn income mà nó thặng dư của mình đó, là mình phải chịu đóng cái mức thuế này. Lặp lại lần cuối cùng, và những cái lần tới việc có thể hỏi Kevin nha. Thì tổng thu nhập từ tổng chi, rồi mình sẽ có net income. Quý vị lấy net income nhân cho .9235, rồi sau đó quý vị lại nhân một lần nữa cho .153. Thì đó là cái số tổng mà quý vị phải đóng cho cái vấn đề self-employment tax. Self-employment tax này nó gồm có là Social Security tax và Medicare tax. Thì cái Social Security tax với mấy cái Medicare tax này á, thường thì cái mình gọi tiếng Việt Nam nó nôm na là cái hụi chết. Tại sao gọi cái hụi chết? Vì mình không có thể lấy lại những cái tiền thuế này đó. Chỉ có khi nào mà mình đến cái tuổi hưu trí đó là mình mới bắt đầu coi như là mình đã trả tiền vô cái system, thường gọi là như vậy, tức là mình đóng tiền vào cái hệ thống Medicare và Social đó. Thì lúc đó về già, về hưu đó, thì quý vị sẽ nhận được tiền hưu, và quý vị có cái Medicare. Bên Medicare là của cái chương trình liên bang dành cho những người hưu trí, khác với cái Medicare của cái tiểu bang của mình. Thì đó là những cái tin tức mà ngày hôm nay Kevin gửi đến cho tất cả quý vị khán giả của Đài Việt TV. Rất là mong sẽ tiếp tục cái chương trình vào lần tới. Quý vị cứ chuẩn bị những cái câu hỏi, những cái sự tính toán, tất cả những cái gì liên quan đến thuế, xin quý vị cứ đặt câu hỏi vào lần tới. Kevin cảm ơn tất cả quý vị.